chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Thương MC Channel. Hậu ly hôn, Song Hye Kyo ghi điểm khi tích cực đóng góp sức cho quê hương. Song Hye Kyo được khen ngợi khi có những đóng góp cho xứ sở kim chi trong ngày giải phóng quốc gia. Ngày 15 tháng 8 hàng năm là ngày giải phóng quốc gia của Hàn Quốc, đánh dấu ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản. Để kỷ niệm ngày giải phóng quốc gia lần thứ 74 và kỷ niệm 100 năm thành lập chính phủ lâm thời Hàn Quốc, Song Hye Kyo đã hợp tác với giáo sư Seo Ki-ung-deok của Đại học Chung-sinh Women tặng 10.000 bản sách hướng dẫn cho Bảo tàng Độc lập Hàn Quốc tại Trung Khánh. Theo giáo sư Seo Ki-ung-deok, cuốn sách được biết song ngữ Việt-Hàn nói về lịch sử của chính phủ lâm thời Hàn Quốc. Đây là chính phủ được thành lập bởi các nhà hoạt động độc lập Hàn Quốc khi sống lưu vong ở Trung Quốc trong thời kỳ chiếm đóng của thực dân Nhật Bản. Giáo sư Seo cũng cho hay, đây là lần thứ 17 ông hợp tác cùng với Song Hye Kyo để in và tặng sách. Tôi thực sự hạnh phúc khi cô ấy là một ví dụ điển hình của một ngôi sao, Harley biết đại diện cho đất nước của mình, giáo sư Seo chia sẻ. Nhiều năm qua, Song Hye Kyo vẫn luôn là một trong những ngôi sao tích cực tham gia vào các công tác cộng đồng, các chiến dịch bảo vệ thiên nhiên, giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả khi nữ diễn viên của Hậu Duệ Mặt Trời còn hỗ trợ trực tiếp cho nền giáo dục của Hàn Quốc bằng cách giúp cung cấp dịch vụ có ngôn ngữ tiếng Hàn cho các bảo tàng nổi tiếng trên khắp thế giới.